anh Tùng. Anh Tùng vừa không lùn mà vừa không khùng của em. Mấy ngày không gặp anh có biết là em nhớ anh muốn chết luôn. Anh có biết không, mỗi khi không gặp được anh là em tưởng tượng ra nếu gặp anh thì em sẽ kể câu chuyện gì anh, nếu gặp anh thì em sẽ làm gì anh. Và thật sự ngay lúc này Khanh đứng trước mặt em chỉ muốn ngẫu nhiên ăn anh thôi. Anh Tùng mẹ, mẹ bị chú Tùng ám ảnh rồi hả? Đây là chiếc chậu bông chứ đâu phải chú Tùng đâu. Thì là chậu bông, nhưng mà hả, trước sau gì thì mẹ cũng sẽ gặp chú Tùng. Mẹ đang tập trước những cái lời này để mình gặp chú Tùng á, mẹ sẽ nói vào mặt chú Tùng để chú Tùng cảm thấy cảm động. Trời ơi, mỗi lần mà con thấy mẹ nói chuyện với chú Tùng á, toàn bị chú Tùng bỏ chạy không à. Cái gì? Con dám cười mẹ hả Kenny? Cái đó không phải là bỏ chạy, con hiểu không? Cái đó là dạng như là chú Tùng mắc cỡ, chú Tùng ngại chứ không phải là chú Tùng từ chối mẹ. Con hiểu vấn đề không? Nhưng mà nếu mà mẹ nói mà mẹ nói mà hả, một lần mà không được thì mẹ sẽ nói hai lần. Mà mẹ nói hai lần không được thì mẹ sẽ nói ba lần. Mẹ nói tới chừng nào hả mà chú Tùng chấp nhận và chú Tùng siêu lòng, chú Tùng yêu mẹ thì thôi. Khó lắm mẹ ơi, thôi mẹ dẹp mộng đi mẹ. Trời ơi, bà như con chí mén mà bà biết mộng với mơ. Tôi mộng là tôi mộng cho ai? Tôi mộng là tôi mộng cho chị. Tôi mộng gì? Tôi mộng một người ba hoàn hảo như tôi ba Tùng cho con mà, đúng không Kenny? Bây giờ mẹ hỏi con nè, vậy con có muốn ba Tùng làm ba của con không? Sao câu này mẹ hỏi hoài vậy? Tất nhiên là có rồi. Vậy thì bây giờ con có thể giúp mẹ được không? Dạ được. Vậy bây giờ nè, con chạy đi con kiếm ba Tùng cho mẹ, xuống công viên hoặc là qua nhà ba Tùng. Kiếm ba Tùng qua nhà mình, nói với ba Tùng là mẹ đang có chuyện. Dạ. Ủa mà có chuyện gì vậy ta? Bây giờ có chuyện. Chuyện gì bây giờ? Không lẽ giờ kêu ổng qua đây hai đứa ngồi nhiều chuyện? Ơi, động não lên nơi, bình thường mày thông minh lắm. Chuyện là dạ có thêm một đứa nữa. Ông Đức, mẹ kêu con kêu ba Tùng thôi mà, kêu ông Đức làm gì? Ê, trong này nè chú Đức ơi. Sao đây trời ơi, sao không hả? Coi kìa đâu mà. Ê, uống rượu đồ, uống bia đồ chi vậy trời ơi? Anh Tùng hả? Anh Tùng có sao không? Thôi mà bây giờ là nó sai quá rồi, mày đi vô, con đi vô con lấy một cái chanh ra đây, đem lấy cái chanh ra đây nghe. Anh biết chỗ lấy chanh nè. Cái gì thôi chú Đức nè, nhìn ra chú Đức không? Chú Đức hả? Ở đây chị đâu? Chú Đức đi về đi. Đây nè bây giờ vậy, bây giờ vậy nghe, đây mày phải để cho tao nựng chanh nè. Sai quá rồi, sai quá rồi. Đi vô lấy cái thau, nói tới nơi rồi nè. Ai trời ơi, trời ơi con ơi ê nè, ấu đỡ
Ôi đỡ đi. Ôi đỡ. Đó. Chua quá. Ôi, đây giờ phải có chua mới được. Candy, con đi lên lầu chơi đi con. Dạ. Gì vậy Linh? Rượu đổ một thao trong này. Sao tự nhiên lấy rượu chét vô người mình chứ vậy? Hả? Làm vậy để làm cái gì? Em làm tất cả là vì anh thôi mà. Trời ơi Linh ơi, tôi đã nói với Linh rồi, tôi với Linh không có đến được với nhau đâu. Linh đừng có làm mấy cái trò này. Tâm trí của tôi bây giờ không dành cho tình yêu nữa, tôi chỉ dành cho mấy đứa con của tôi thôi. Nhưng mà tình cảm của em dành cho anh là thật, từ trước bây giờ là thật mà. Tôi không có thích Linh. Linh làm ơn đi Linh nè. Thời gian của tôi bây giờ là dành cho các con của tôi. Chú Đức. Đức cái gì nữa mà Đức. Đây nè. Ha. Thấy chưa? Rượu đổ cho đầy thao. Giả sai giả xỉn. Mày nghĩ sao mày làm trước mặt con cái mày? Mày nghĩ sao vậy? Mày là mẹ mày phải làm gương cho con cái mày chứ. Trời ơi tình yêu mà con làm sao mà con làm những cái trò này được. Bày đặt mưu mô. Thì thôi đi, anh đừng có chuyện khó chịu ấy. Ai làm anh khó chịu? A Winner, anh nói cho em biết đi. Ai làm anh khó chịu? Em làm siêu nhân á. Ai làm anh khó chịu, em sẽ quýnh người đó no đòn luôn. Là hai đứa đấy. Tụi em làm cái gì mà anh bực mình? Tụi em làm gì mà anh bực mình? Không phải vì hai đứa ấy, từ trên trời rơi xuống nhà chú Tùng ấy. Thì chú Tùng đã có thể dễ dàng đến với mẹ anh rồi. Ủa? Với lại, mẹ anh cũng không buồn phiền nữa. Ủa, sao lại nói vậy chứ? Tụi em đâu có làm gì anh đâu. Với lại ba tụi có đâu có thương mẹ Linh của anh đâu. Nhưng mà không có tụi em thì sẽ tốt hơn. Ý anh là anh muốn tụi em rời xa ba tụi hả? Đúng, chính xác luôn á. Vậy tụi em biết đi đâu nếu không còn người thân? Chẳng lẽ anh muốn tụi em phải vô chạy kẻ một ôi sao? Đi đâu cũng được á, miễn là đừng ở nhà chú Tùng là được rồi. Ê, ông hơi quá đáng rồi đó. Tự nhiên nặng lời với hai đứa nhỏ vậy? Chị Thúy, em thấy mùi nồi nó đúng mà. Đúng cái gì mà đúng? Nó bậy thì có. Nè nè nè, giờ tôi hỏi ông nè. Tại sao mẹ ông không tìm người khác để mà thương, mà cưới, mà bắt buộc phải là chú Tùng? Đã vậy còn xúi dạy hai đứa nhỏ đi vô chạy chạy mồ côi nữa. Ông bị gì vậy? Bà có im mồm đi không? Không, tại sao lại phải im mồm? Ông là người sai mà. Người trẻ, tâm lý như con nít. Đại vậy, ích kỷ, vô tâm. Bà thích, bà ghét gây sự đúng không? Ờ, tôi thích gây sự á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao vậy? Hả? Tại sao? Tại cái thằng Winner này nè. Còn nín. Chuyện của người lớn ai cho phép tụi con xen vô? Còn nhỏ thì lo học hành, ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Cấm nghe chưa? Chú cấm tụi con tập tành làm người lớn nghe chưa? Dạ. Winner, con trả lời mẹ nghe coi. Hả? Từ bao giờ con can thiệp vào chuyện của mẹ? Mà từ bao giờ bây giờ con ăn hiếp mấy em hả? Hả? Thôi 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 thôi, đừng có đánh nó. Cái gì rồi từ từ nói. Mấy đứa nhỏ nè, không có được làm cho mẹ buồn, không được làm cho ba Tùng buồn, nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ đi theo ông đi về. Đi. Đi về chị ạ. Thôi không có đánh nó mà. Đi. Lên. Tôi muốn nói chuyện với em. Em ạ. Chú Đức ạ. Mấy người lớn nói chuyện đi. Dạ, chú dắt mấy đứa nhỏ về. À, đi. Đi về. Chuyện gì? Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện của hai đứa mình. Tôi nghĩ là em đừng lấy cái nhu cầu cá nhân của mình mà tiêm nhiễm vào đầu óc tụi nhỏ. Tôi không thể yêu em bởi vì tôi có người yêu rồi. Tôi muốn người đó bên cạnh tôi, chăm sóc những đứa con của tôi. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Vy, nghe anh nói nè. Buông ra. Vy. Buông ra. Cái gì vậy? Tôi không thích nói dĩ người bắt cá hai tay. Ủa cái gì em nói gì anh bắt cá hai tay hồi nào mà em anh không biết luôn á? Tôi có bằng chứng nè. Đâu bằng chứng đâu em đưa ra. Nè. Đó. Cô này là ai?
Trời đất ơi, cái này là đối tác làm ăn của anh mà. Đối tác mà chụp hình tình tứ quá hả? Tình tứ đâu? Đó. Cái này là đi cả công ty ra mắt sản phẩm mới ở resort quên rồi sao? À, là này đi khách sạn hả? Thì ở resort mà. Resort là hai người ở chung đúng không? Cái gì đây, đứng một người trước một người sau chụp hình mà em nói cái gì vậy? Với em ghen quá rồi đó, hồi đó em đâu có vậy đâu, sao giờ em trở nên kỳ cục vậy? Tại vì tôi không có muốn nói đâu. Tại vì cô này nè, cô gửi tin nhắn gửi hình ảnh cho tôi, nói là bắt tôi phải tránh xa anh ra. Tại vì hai người ở với nhau rồi. Đừng có nói chuyện cái đó nha, ai phá ai quậy em đó. Quậy gì? Em phải tin tưởng ở anh chứ. Anh nói cho em nghe, thằng Tùng này đầu đội trời chứng đạp đất, thương ai thương một người thôi. Tôi không có tin. Em không tin thì anh biết giải thích làm sao? Bỏ tay luôn. Nè, đi luôn đi nha. Chia tay luôn. Ê, vây vây vây, hai đứa mới cãi nhau hả? Mệt gì quá vậy, không thấy sao còn hỏi nữa. À, sao vậy? Ê, nói nghe nè, cậu Tùng á, nhìn xấu xấu vậy chứ nhiều người theo dữ lắm. Hồi trước á, chút xíu nữa là gì cũng... Dì cũng mê anh Tùng đó hả? Không có. Dì đang nói là hôm qua dì còn thấy ông Tùng này còn đi chơi với Linh nữa mà. Trời ơi, giận gì giận sao đây? Ôi, bình tĩnh đi, cứ từ từ. Ủa, con gái, sao giờ con không đi làm mà con còn đứng đây? Cái gì? Tự nhiên hôm nay con mệt quá, con không nghỉ. Hả? Mệt hả? Ba đưa con đi bệnh viện nha. Nè, đi khám nha con. Con đi bệnh viện đâu. Sao? Con đi bệnh viện. Cái con muốn làm sao? Cái gì vậy? Ba. Ơi, đừng có khóc. Cái gì? Bộ con dễ bị lừa lắm hả? Sao ai cũng lừa con vậy ba? Ai lừa con? Ai lừa con nói ba nghe coi. Ba đi về kể cho ba nghe. Con không về đâu. Hôm nay ba khỏi nấu cơm đi, con không ăn đâu, con tuyệt thực luôn. Ôi trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? Nhỏ này hôm nay sao kỳ, tự nhiên nó quạo rồi nó khóc cái gì trời từ đó vậy? Trời ơi, ông bình tĩnh nè. Nói cho chú nghe nè. Ừ. Hồi xưa á, lúc mà chú quen người yêu á, hai người cãi nhau giận nhau á, thì chú làm sao? Có yêu gì đâu, ba má tôi chỉ lấy cô đó tự nhiên rồi tụi tôi lấy nhau cưới nhau vậy thôi à. Trời đất ơi. Rồi đẻ ra nó đâu có biết yêu gì đó. Rồi 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 thôi bỏ qua đi. Bây giờ nó tóm lại á là con Vi với cậu Tùng mới cãi nhau, mà tôi có cảm giác là sắp chia tay luôn rồi đó. Sắp chia tay? Đúng. Nói thiệt đó Hường, giúp giùm tôi đi, kiếm cái mối nào làm mai cho ông Vi nhà tôi đi. Ý sao được? Hả? Vi nhà anh nó đang yêu Tùng mà. Nữa, tụi nó chia tay nhau rồi, không có đến với nhau nữa. Với lại tôi cũng muốn con Vi nó dứt khoát, để cho cái thằng kia đừng có cơ hội mà quay trở lại. Tôi không muốn cái thằng đó lãng vảng nữa. Sao vậy? Ý sao vậy trời? Con gái tôi nó còn trẻ nheo nhẽo, mà con gái mới lớn nữa, đẹp nữa, quen một cái thằng đầu hói, trời ơi, già mà xấu. Tự nhiên ở đâu đem mấy đứa con nít đem về nuôi. Rồi nếu mà cưới về một cái rồi, tội nghiệp cô gái tôi chứ. Đúng rồi đó. Tại bây giờ anh nói thì Hường mới nói, vậy nó cũng không có xứng đôi vừa lứa chút nào hết á. Bởi vì mới nhờ Hường giúp đó. Thật ra thì tôi cũng ngại làm mai mối lắm. Nhưng mà tại thấy anh có vẻ lo lắng con gái mình nên để tôi nghĩ coi. À hả? Tôi bạn nhiều lắm mà nghe. Đúng rồi. Ở trên cộng đồng mạng á, trời ơi, bạn tôi nhiều lắm, doanh nghiệp có nè, công sở có nè, làm công ty nước vậy ngoài có nè. À đây đây đây. À. Bây giờ để tôi search lại tôi kiếm nha. À không, có sẵn trong album hình luôn. Ha. À, anh coi coi anh chàng này được không? Tôi thấy anh chàng này được lắm á nghe. Cũng được nghe, nhìn thấy được đó. Ừ. Cũng vừa vừa phải phải. À, tên gì vậy? Tên Song Năm, 35 tuổi. 35 tuổi, giàu Song Năm. Giàu có,
rất là lịch sự, rất là mê gái, giới tính rõ ràng. Nói chung là gặp đàn bà phụ nữ hay là gái, nhất là gái đẹp mà con nhà tử tế như anh á, là sẽ hết lòng luôn. Vậy hả? Tên dạ. Song Năm. Dạ. 35 tuổi. Được á anh. Nhà ở quận 5. Dạ. Chuẩn chạc lắm, chuẩn chạc lắm. Chỉ có điều là Thôi. Hơi lớn hả? Lớn quá, thấy tội nghiệp. Lớn tuổi không sao, người ta mới điềm đạm. Nhưng mà có vẻ xứng đôi với con gái tôi không? Đúng rồi. Nó xứng không? Sao cái gì á? Cái này trong hình thì như vậy, nhưng mà sợ ra ngoài anh bị sốc. Sao, vì sao? Độ cao có 1m55 mà. Cao 1m55. Trời ơi đâu có được. Con Vi coi vậy chứ mà nó mang guốc vô một cái á, là nó cao gần tới 1m75 đó. Nó đẹp lắm. Nó đi với 1m55 thôi không có xứng đâu. Tội nghiệp Vi. Mà tội nghiệp luôn cả cái cậu đó nữa. Nói chung là tôi thấy tử tế nên tôi mới giới thiệu. Có đây đi. Ui đẹp trai cao to 1m8. Đây anh nhìn đi. Ôi trời sao dễ thương quá vậy. Trời ơi cái mặt nó dễ thương ghê luôn. Như diễn viên Hàn Quốc luôn. Ồ, nó xứng như Vi nhà anh. Cái mặt nó nhỏ quá nghe. Tôi xin lỗi. Hả? Con của bạn tôi cho nên là nó mới 16 tuổi rồi. Trời ơi. Tôi quên, xin lỗi. Bộ bốn con gái rồi ở tù hả chị hai? Nhầm. Đó, anh làm tôi rối quá. Từ. Để tôi coi nha. Còn đây còn. Đây công chức làm văn phòng, lương cao. Trời ơi bảo đảm đời sống kinh tế cho vợ chồng luôn. Được. Nhưng mà có thấy cái đầu hói không? Tôi đã cho con gái tôi nó trốn một cái trự đầu hói rồi. Bây giờ gặp tới cái đầu hói này nữa hả? Nói chung là anh tóc tai vậy mà con rể không có. Không có được. Đợi chút nha anh Đức. Đợi. À đây. Ôi, quên mất tiêu. Trời ơi cái chàng này lịch sự lắm nha. Đó. Đây được nè. Cao mét 7 mấy. 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Chà cái gương mặt có vẻ đẹp trai nha. Mà thấy phúc hậu à. Đó, hợp với Vi đó. Nhìn thích ghê. Thì làm mai cho tôi đi. Cái gì? Hả? Làm mai cho anh hả? Không, làm mai cho con Vi. Anh phải nói rõ ràng chứ để tôi hiểu lầm sao. Tôi thương nó lắm. Trời ơi. Sao mà nhìn thấy thương quá à. Thương ai? Thương tôi hả? Không. Tôi thấy cái tình cảm của anh lo lắng cho con gái của mình á, sao mà thương con gái mà lo lắng quan tâm con gái quá, nên tôi thấy cha con anh thấy thương quá à. Ê cha ơi, sao mà hẹn giờ gì mà dây thun dữ vậy trời. Ủa ba hả, ba đang đợi ai hả? Hẹn giờ với thun quá đi. Nhưng mà trễ quá rồi, con đi công chuyện nha. Công chuyện cái gì? Lâu lắm rồi hai cha con mình không có tâm sự với nhau. Bây giờ ngồi đây tâm sự với ba coi. Con gái nè, nghe ba hỏi, con với cậu Tùng hình như là hụt hạt với nhau rồi phải không? Có chuyện với nhau rồi phải không? Đâu có đâu, vẫn ổn mà ba. Đây, bà thấy rõ ràng là tình hình là không có ổn đó. Thôi bỏ đi con ơi. Trời ơi, cái loại đàn ông như vậy mà bắt cá hai tay nên làm con đau khổ đúng không? Dì nụ nói ba biết phải không? Đâu có khí khổng khí công mà tự nhiên nói dì nụ nói ba biết. Ba chỉ nhìn rồi ba đoán thôi, ba biết hết trơn hết trọi á. Thôi chia tay đi, quen với lại ngay người mới đi. Thôi con không làm được đâu. Tự nhiên giờ bắt con quen người khác. Trời ơi con phải tập chứ. Mình là con gái, mình phải. Chưa, tự nhiên con với anh Tùng cũng chưa có gì hết mà. Chào giờ em. Đẹp quá. Em có phải là Vi không? Anh là ai vậy? Một đóa hoa hồng này tặng cho em. Nhận đi con. Bông hường đẹp quá. Ôi 16 đóa bông hường. Ủa sao ba biết? Mới đếm. Con đếm lại con phải đúng không? Chào bác. Con giới thiệu con là Hồng Minh, người được ra mắt với lại MV đây. Tới coi mắt MV. Ủa má, xem mắt vậy? Thì cứ con để vậy đi. Trời cái gì rồi về từ từ tính. Sao có trước
con vậy? Lần đầu tiên gặp Vi, con xin phép làm một bài thơ. Bài thơ? Dạ. Lần đầu nhìn thấy em như cô bé lọ lem. Ồ. Tuy nhiên anh rất thích ăn kem. Ồ. Liệu em có thèm không? Thơ con cấp mà nó hay. Nó có cái gì đó trời ơi. Nó có sữa, nó có kem. Nó đánh cái máy đánh tán ra thành kem. Hay. Trời ơi, cái này mình đi ăn nem nữa là hay. Nem với kem. Hai cái ăn chung. Ý không được, hai cái ăn chung cũng được. Không được. Kem thôi. Dạ. Yeah. Bác, cho con xin phép dẫn Vi đi ăn kem nha. Mời em. Trời ơi, hoàng tử mời công chúa. Nó lãng mạn, nó đang yêu gì đâu. Ước gì cũng có ai đưa tay ra mời tôi như vậy. Chắc chắn một điều tôi nắm tay liền. Trời ơi, tôi nắm tay tôi đi ăn cà đen liền tại chỗ. Chào chú Đức. Chào. Phi. Sao vậy em? Hôm nay em đi coi mắt người ta hả? Sao anh biết? Chính ba em là người nói. Trời ơi, cái thằng này nó vô duyên quá. Tôi nói nó nghe thôi, giờ nó kể cho con ghế nó nghe làm chi vậy trời. Ba. Mà đâu có biết gì đâu. Bữa đó chắc là ba mớ con ơi, ba mớ rồi. Tự nhiên nó ở bên nhà bển nó nghe. Ba mớ, ba đâu có biết gì. Tôi có mắt, sao? Em nói lại đi. Anh cho em nói lại một lần nữa đó. Tôi coi mắt. Em có biết hành động của em là hai tay bắt hai con cá không? Ủa thì chứ hôm bữa trước tôi với anh đang tranh luận về cái vụ bắt cá hai tay này, anh bỏ tôi đi một nước, anh không có tôn trọng tôi thì coi như là chia tay. Tôi có quyền tìm hiểu người khác chứ. Ủa sao em tự quy định tâm lý là mình chia tay vậy? Ủa anh, hồi nãy anh rủ em đi đâu vậy? Anh rủ em đi ăn kem. Em đi hả? Còn đây là chú Tùng của em. Chào chú. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ủa đâu rồi ta? Mặc đồ vô làm gì vậy? Ủa bình thường mà. Trời biến thái quá. Em. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Trời ơi, con ơi, con làm cái gì vậy con? Sao mày làm gì mà hở hang gì kỳ vậy? Ê, dạ không có, con tiện cái máy sấy tóc. À, dạ. Cái máy sấy tóc mà hả? Dạ. Con ơi, nói nghe nè, con thông cảm cho Minh đi. Minh qua đây ở rể thời gian, cho nên để cho Minh làm quen này kia nọ, để hiểu được phong tục tập quán của nhà mình, con hiểu không? Con không chịu, ba đuổi về nữa. Trời ơi, tại sao lại đuổi về? Con kỳ quá hà. Thấy không, ba là ba thích Minh rồi đó. Minh với ba phải để tìm hiểu nhau, hiểu chưa? Con rể tương lai của ba mà, đúng không? Bingo. Bingo là đó đó, hiểu chưa? Đồng ý với ba đó. Nè, con coi máy sấy gì đó con lấy ra cho anh Minh mượn. Hai đứa cứ tự nhiên, ba xuống dưới bếp ba nấu đồ ăn cho ăn. Tự nhiên nghe không? Ba. Bingo. 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 Ba. Ông nội tao cũng biết bingo là cái gì. Vi, tìm cho anh mấy sấy tóc đi em. Vi nè. Ê, mà xuống đó. Nãy giờ có ba tôi không nói thôi nha. Lột ra đi. Cái gì? Lột ra. Lột ra. Lột ra thì lột ra. Em sao vậy? Em kêu lột ra thì lột ra nè.
Chẳng lẽ em muốn anh lột cái khác hả? Nói cái gì vậy? Dán lên đây ghê quá hả? Hèn Vy à, em sao vậy? Chẳng phải anh với em á, sách là một người một nhà rồi sao? Người một nhà gì? Tôi kêu anh lột rồi lột cái khăn chứ bộ. Ai biết được em. Vô duyên quá, tự vô nhà người ta còn lấy khăn của người ta xài nữa. Cái khăn này là của em hả? Ừ. Khăn của em với của anh trước sau cũng là một thôi mà. Vô duyên quá nha. Trả nó cho tôi đi, tôi không chịu đâu. Là em muốn Vy nè. Chẳng phải em nói với anh á là anh là người yêu của em sao? Người yêu gì? Tôi nói rồi nào. Anh là con người thật thà, nói sao nghe vậy thôi. Hả? Biến thái. Thôi bị mộng vô. Trời ghê ghê quá. Trời đất ơi, thôi ba không ngủ đây đâu. Ba đi ra phòng khách ngủ con ơi. Trời ơi, cái gì mà thấy ghê lúc này. Trời ơi. Làm gì em hả? Hả Vy? Anh xin lỗi nha. Chứ không lẽ anh bị mộng du nữa hả? Ủa? Anh nhớ rõ ràng là anh ngủ phòng khách mà. Sao ngủ ở đây được? Vy, Vy. Anh bị mộng du rồi Vy. Người im đó. Nha Vy. Người im đó. Anh tin không? Anh đụng người tôi rồi tôi tái mặt anh đó. Tôi phải dùng tới cái mưu kế này. Trời ơi là trời ơi. Đây là một cái món mà nó ngon nhất mà tôi chịu quýt. Trời ơi là trời ơi. Đó. 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 Đây. Má. Hả? À, cái gì? Bà làm cái gì vậy? Trời ơi, con không có biết cái gì hết trơn hết trọi á. Đây nè, bà ra nói con nghe. Trời ơi, ba ơi, cái mụi này bám trong nhà rồi biết chừng nào khử nó ra. Con yên tâm đi. Mặc dù cái món này là một cái món mà gọi là rất ngon lành của hai cha con mình. Nhưng mà đối với Việt Kiều, mấy người mà ở nước ngoài về, họ nghe cái mùi này là họ sợ lắm, con hiểu không? Nhưng mà sao ba phải làm vậy? Ba phải làm vậy, ba tông nó đi đi con. Chứ ba chịu hết nổi rồi con ơi. Ai? 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 Con nghe không được phải không con? Đúng rồi con ơi, đây là cái mùi mắm tôm đó con. Cái mùi mắm tôm này mà đã đem vô đây rồi, nó sẽ quyện chặt ở trong cái căn nhà này tới mấy ngày lận con. Con là Việt Kiều, là người nước ngoài về, làm sao con chịu được cái mùi này, đúng không con? Thành thử bây giờ thôi, để bác cuốn quần áo của con, bác sắp xếp hành lý cho con, để cho con rời khỏi căn nhà này. Chứ nếu mà con ở đây và bác nói thiệt nè, con nghe đi, cái mùi mắm tôm này làm sao mà con chịu được, đúng chưa con? Đúng không? No. Đó, bởi vậy cho nên cái mùi bác ngon bác ơi, bác ăn bác ngút bác nghe bác. Giống nó uống nước dừa quá. Dạ không, nước dừa nó lạc, còn này nó mặn. Dạ. Cho thêm miếng đường cho không nhiều rồi. Bác còn mắm tôm không? Cho con thêm, xin thêm đi. Ngon quá à. Ba, sao ba nói ông ghét mắm tôm? Ba buồn ngủ quá con ơi. Không cách rồi, giờ chỉ còn có một cách này thôi. Ba nói con nghe. Gì vậy ba? Ba bệnh rồi. Ừ, gì vậy? Ba bệnh rồi con ơi. Gì vậy ba? Ba bị
thủy đậu đó. Hả? Trời ơi, bị trái rạ rồi con. Con ơi, con đi đi, con đi liền đi. Ủa? Con mà ở đây là con bị lây đó. Con đi đi về, đi đi về. Đi đi, con còn con đừng có lỡ gần bác. Con lỡ lần bác là coi như con bị lây thủy đậu là con sẽ xấu nhan sắc của con đó con trai ơi. Đi đi anh ơi. Con đi đi, con hãy lấy quần áo hành lý của con đi đi. Trời ơi, con ơi, đây nè, trời ơi, đó, dính dáng hết thình. Đó, nhưng mà không được. Mẹ con có dạy là sống mình phải có tấm lòng. Cái gì? Bác, con sẽ bên cạnh bác, chăm lo cho bác. Chị? Đến giây phút cuối cùng của bác luôn. Không được, nhưng mà bệnh thủy đậu trai rạ nó lây, con ơi, nó lây dữ lắm. Trời ơi, đây nè, bác quẹt lên. Không bị rồi. Hả? Bị rồi hả? Bị rồi là không bị lại nữa. Bị rồi không bị lại nữa hả? Dạ. Mày bị trái lạ rồi hả? Dạ. Ê, coi chừng bị lây lại nữa rồi sao con, rủi lây rồi sao con. Bác không tin hả bác? Hả? Trời, không tin thì con ơn bác coi á. Đó, con đâu sợ lại đâu bác. Trời, thoải mái rồi. Em thấy chưa, người nhà của em, anh thương như người nhà của anh. Đó. Trời ơi, chán tôi rồi. Alo, tôi nè. Nghe rõ không? Cái chuyện mà tôi nhờ đó, giờ tính sao hả con Tùng? Con thu xếp ổn thỏa rồi, ngày mai con dẫn người tới. Nhưng mà chú nói chú phải giữ lời à nghe. Chuyện đồng ý cho con quen với Di á. Trời đất ơi, tôi người lớn mà. Người lớn đã hứa phải giữ lời chứ. Trời ơi, chú nuốt lời hoài chứ gì. Trời ơi, người ta nói thiệt mà, khổ ghê vậy đó. Bây giờ nè, giữa trời nghe tôi thề, tôi sẽ chỉ thiên mà tôi thề. Thôi thôi được rồi chú ơi, chú đừng thề nữa chú ơi. Dạ, vậy thôi ha chú. Ôi em. Cái gì vậy? Em biết cái gì vậy á? Sao vậy? Trước sau anh với em cũng là người một nhà mà ôm cái có sao đâu. Tối nay hai đứa mình đi quẩy nha. Quẩy cái gì mà quẩy? Đúng rồi, phải đi quậy chứ con. Trời ơi, trai xinh gái đẹp bị hẹn nhau đi quậy là đúng rồi không? Má. Hả? Ba tính bán con thiệt hả? Bán cái gì đâu mà bán, cái này ba nói thiệt mà. Con cũng phải tìm hiểu rễ tương lai của ba chứ, hiểu không? Thấy chưa, ba nói rồi đó. Bây giờ cho ôm cái nghe. Ai, khoan khoan khoan, trước khi ôm để ba nói cho con nghe cái chuyện này nè con trai. Hình như có một người con gái nào đó nói là bạn của con tới kiếm đó. Cô ơi, cô ơi, đây đây đây, nè đó đó, mời cô vô. Mời vô. Anh ngon quá ha. Thì ra anh trốn ở đây bấy lâu để tán tỉnh con khác đúng không? What? What cái gì? What? What hả? Tiếng Việt. Thì what là cái gì đó? Cô là ai vậy? Anh nhìn kỹ cái mặt tôi đi, anh nhìn cho kỹ đi. Coi tôi là ai? Nhìn kỹ rồi, cô không biết. Không biết thiệt á hả? Ừ. Ba đó, trời ơi. Anh nói đi, tôi là ai? Cái là tê đây đen đó, còn nhớ đó. Anh nhớ lại đi, ngày xưa anh vô cái võ đường của ba tôi, anh nhận ba tôi làm sư phụ, rồi cuối cùng anh học với ẹt à. Tại vì sao? Anh dành hết thời gian cua tôi, rồi bây giờ anh cua được tôi, rồi bây giờ anh vô đây, anh ở rể nhà đây, anh cua cô kia đúng không? Hả? Anh nói. Nói. My là thằng đàn ông hèn, một thằng đàn ông tồi. Quen với con gái người ta mà không có trách nhiệm, bây giờ định dụ dỗ đến con gái của tao hả? Mày đi ra khỏi nhà tao, mày đừng có ở đây là bẩn nhà tao. Nghe. Nè. Nữa hả? Bây giờ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Một là anh ăn cái nấm đấm này của tôi. Trời ơi. Hai là đi theo tôi về. Nhưng mà ba bước phải xin lỗi một tiếng. Anh chọn cái nào? Số 2. Coi như biết điều đó. Đa tạ bác. Giờ đi không? Đi đi. Một. Đi nè.
Một, hai, ba, xin lỗi. Một, hai, ba, xin lỗi. Một, hai, ba, anh xin lỗi. Một, hai, ba, anh xin lỗi. Trời ơi, cái nghiệp thằng này nặng lắm. Nó lấy phải bà Diệt Tuyệt Sư Thái rồi đó con. Dễ sợ chưa? Ủa? ngồi, mời ngồi. Xuất hiện như một vị anh hùng, thấy không? Chứ sao? Hiểu chưa? Ba. Hả? Đừng nói là anh Tùng bày ra chuyện này nha. Có bài biện gì đâu. Chỉ cần nhờ bà Hường một hai cú điện thoại là lòi ra ông Minh này liền. Mà chưa hết. Biết sao không? Đầu cái chuyện này á là nhờ cái cô gái đó gọi điện cho bà Hường khóc bù lu bù loa nhờ bà Hường đi kiếm thằng Minh. Đó, rồi bây giờ mình lòi ra mặt chuột, thấy chưa? Mà cái bà Hường này bác cũng kỳ nữa. Trời đất ơi, bà nghĩ sao mà bà giới thiệu cái thằng bá dơ này cho tôi không hiểu được cái bà Hường này. Người ta giới thiệu bá dơ thì không sao, mà có quan trọng cái người cho vô nhà ở đó. À không, cho con xin lỗi chú Đức, con thôi mình bỏ chuyện đó qua bên chú Đức ơi. Bây giờ còn cái chuyện mà lời hứa của chú Đức làm sao nè. Hứa gì? Tôi có hứa gì đâu. Ủa gì kỳ vậy? Ủa tôi có hứa gì đâu. Hôm qua mới hứa rõ ràng, hứa là khi mà giúp chú xong rồi là chú sẽ không cấm cản chuyện tình cảm của con với Vi mà. Hứa hồi nào? Trời ơi, cậu đừng có vu khống nha. Bây giờ nghe tôi thề giữa trời nè, tôi chỉ thiên chỉ địa mà tôi thề, không bao giờ tôi hứa cái chuyện đó với cậu rồi nha. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, cậu giúp á thì tôi cảm ơn, nhưng mà cái chuyện tình cảm giữa cậu với con Vi nhà tôi á là không thể nào chấp nhận được. Never. Chú vẫn không tin tưởng con hả chú Đức? Không. Chú không tin người hàng xóm này thì chú cũng đừng nên tin người ngoài nha chú. Đây là lần thứ hai chú đưa người ngoài vào nhà rồi. Xém một chút xíu nữa người ta hại tới Vi rồi, chú thấy không? Nguy hiểm lắm nha chú. Con về nha Vi. Chú con về. Anh Tùng à, anh Tùng.